Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhật ký Sea Games, một chương trình chuyên biệt về Sea Games 31. Nhật ký Sea Games 31 chính là nơi ghi lại những thước phim hay và sinh động trên con đường tác nghiệp của phóng viên Golf News tại kỳ đại hội lần này. Những câu chuyện xung quanh cuộc sống của các golfer trong làng vận động viên cũng sẽ được Golf News truyền tải đến người hâm mộ. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là hình ảnh về những ứng cử viên nặng ký cho vị trí số 1 Đông Nam Á đội tuyển góp Thái Lan tới SEA Games 31 với một mục tiêu duy nhất là giành chọn 4 tấm huy chương vàng ngay trên sân golf The vạc. Đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Pritra Senabrom mang sang Việt Nam những cái tên tốt nhất của góp nghiệp dư Thái Lan vào thời điểm hiện tại. Ngoài Ratchanon Chantananuwat, hiện đang đứng vị trí số 6 bảng xếp hạng góp nghiệp dư thế giới WAGR, còn có những golfer đang nằm trong top 800 như Wirawit Napracha. Asit Arifun và Pongsapak đi golfer mới 17 tuổi nhưng đã từng hai lần vô địch giải nghiệp dư quốc gia Thái Lan. Còn ở nội dung nữ, golfer số 72 thế giới Natakrita Vongthavilap sẽ góp mặt để tìm kiếm tấm huy chương vàng cho đội tuyển Thái Lan. Đồng hành với cô sẽ là Ayla Galeski, golfer 15 tuổi từng hai lần giành chiến thắng giải US Junior Championship và Pimkwang Chukil, golfer giữ vị trí 560 thế giới. Với tham vọng giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, đội tuyển Philippines đã đưa nữ golfer số 135 thế giới Lois Kaigo, người duy nhất còn sót lại trong đội hình 3 năm về trước vào danh sách sang Việt Nam. Một cái tên cũng không thể bỏ qua, đó là cựu tay góp số 1 Philippines, Maria Simpson cũng sẽ góp mặt tại giải. Mặc dù tới Việt Nam lần này không có James Leo, chủ nhân tấm huy chương vàng nội dung đơn nam tại SEA Games 30, nhưng đội tuyển Singapore cũng có hai gương mặt nam rất đáng chú ý, đó là Ryan Ng và Justin Cook, những người hiện đang là đương kim vô địch và đương kim á quân giải nghiệp dư quốc gia Singapore về phía các vận động viên nữ, Anya Atienza được coi là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Singapore. Vận động viên sinh năm 1998 hiện đang là nữ golfer nghiệp dư số 2 của Singapore với vị trí số 286 trên WAGR. Mặc dù không quá nổi bật, nhưng đội tuyển Malaysia cũng mang sang Việt Nam lần này những thành viên được coi là tốt nhất của họ, trong đó phải kể tới Irvin Chang. Ở hai lần tham dự trước, golfer 24 tuổi này đứng thứ 7 chung cuộc nội dung cá nhân nam tại SEA Games 2017 và hạng tư tại SEA Games 2019. Đặc biệt, SEA Games 31 sẽ là sự kiện nghiệp dư cuối cùng mà Trang góp mặt trước khi anh chuyển lên chơi chuyên nghiệp. Còn chủ nhà Việt Nam, niềm hy vọng lớn nhất mang về tấm huy chương vàng cho chúng ta chính là Nguyễn Anh Minh, người đã liên tiếp giành hai chiếc vô địch giải chuyên nghiệp trong năm 2022 vừa qua, đó là Lexus Challenge và giải vô địch quốc gia. Cùng với đó, nhà vô địch bảng nữ giải vô địch quốc gia 2022 Đoàn Xuân Khuê Minh cũng sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất tại kỳ SEA Games lần này. Trong lần thứ hai đăng cai tổ chức SEA Games, Việt Nam đã đưa golf vào trong danh sách các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đây là sự ghi nhận xứng đáng mà Tổng cục Thể dục Thể thao dành cho sự phát triển vượt bậc vừa qua của golf tại Việt Nam. Không chỉ có vậy, đây là lần đầu tiên môn golf được truyền hình trực tiếp tất cả các ngày thi đấu. Có một điều đáng nói là tại SEA Games trước, golf chưa được truyền hình trực tiếp và người hâm mộ không thể thưởng thức các diễn biến trận đấu của môn thể thao này. Tuy nhiên, Tại SEA Games 31, mọi thứ sẽ thay đổi khi Việt Nam sẽ là quốc gia tiên phong trong việc truyền hình trực tiếp bộ môn golf tại SEA Games và Visit Media Golf News sẽ là đơn vị thực hiện công việc này. Golf News hiện nay đang là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyền hình trực tiếp các giải golf với công nghệ không dây. Các giải góp được truyền hình trực tiếp xuyên suốt 18 hố trong nhiều giờ, đáp ứng được tất cả các hình thức thi đấu kể từ đầu năm 2022. Với những sự đầu tư mới cả về thiết bị lẫn con người, Gop News đã thực hiện rất tốt việc truyền hình trực tiếp hai giải đấu lớn của Hiệp hội Gop Việt Nam là Leisure Challenge và Giải vô địch Gop Quốc gia. Qua những lần khảo sát, Đài truyền hình Việt Nam đã tin tưởng giao cho Gop News là đơn vị sản xuất tín hiệu trực tiếp các ngày thi đấu của môn golf tại SEA Games để đưa về trung tâm truyền hình quốc tế. Đồng thời, Gop News cũng sẽ phát sóng trực tiếp trên các nền tảng quen thuộc Gop News TV Fanpage và kênh youtube gopnews.vn để phục vụ khán giả. Lần đầu tiên, việc sản xuất tín hiệu trực tiếp bộ môn Gop tại SEA Games 31 là vinh dự và trọng trách lớn đối với Gop News. Chính vì thế mà Gop News đã và đang tập trung toàn bộ nhân sự để triển khai lắp đặt thiết bị, chuẩn bị máy móc và nhân lực để có thể truyền tải tốt nhất diễn biến của 6 ngày thi đấu từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 5 tại sân Gop Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Có thể thấy với kinh nghiệm hơn 4 năm làm công tác truyền hình trực tiếp các giải golf, VGS Media đã luôn cập nhật các trang thiết bị mới nhất với đường truyền không dây hiện đại để có thể đưa tín hiệu về một cách tốt nhất. Và để có một cái nhìn toàn diện về công tác truyền hình trực tiếp môn golf tại SEA Games 31, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Hoàng Minh, tổng giám đốc VGS Media Golf News. Xin chào ông Nguyễn Hoàng Minh, ông cảm thấy như thế nào khi VZS Media được Đài Truyền hình Việt Nam tin tưởng giao cho việc sản xuất tín hiệu trực tiếp môn golf tại SEA Games 31? Khi mà được uh, VTV uh, đặt vấn đề là sẽ sản xuất trực tiếp tín hiệu của môn golf tại SEA Games 31 lần này ấy, thì uh, chúng tôi cũng khá ngạc nhiên bởi vì thực sự là 30 kỳ SEA Games trước thì chưa một lần nào uh, môn golf được um, sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp đến với khán giả những người yêu thích golf. Và uh, tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đã đủ chứng minh được khả năng của mình và điều đó cũng khiến cho vtv cũng cảm thấy tin tưởng được và giao trọng trách này cho vz media và bản thân chúng tôi cũng coi đây nó là một nhiệm vụ chính trị và một nhiệm vụ quốc gia và chúng tôi sẽ phải hoàn thành bởi vì đây là lần đầu tiên gôn được truyền hình trực tiếp và chắc chắn rằng sự quan tâm của các bạn bè quốc tế của các quốc gia trong khu vực đông nam á với gôn nó sẽ không hề nhỏ và cũng như là khán giả trong nước cũng vậy Điều này có thách thức gì đối với VGF Media thưa ông? Thực sự là thách thức thì cũng có rất nhiều Bởi vì rõ ràng là với những gì mà người hâm mộ thường xuyên theo dõi ở các giải đấu lớn Các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới như PGA Tour, European Tour hay thậm chí là Asian Tour Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều khán giả luôn luôn so sánh về mặt hình ảnh của kíp sản xuất của Việt Nam so với các nước khác Và điều đó cũng tạo áp lực không nhỏ cho chúng tôi Tuy nhiên rằng chúng tôi cũng xác định rằng là gì là mình sẽ phải cần phải đi từng bước Bởi vì rõ ràng là gôn Việt Nam cũng mới chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây thôi. Và đặc biệt là truyền thông về golf cũng như là việc truyền hình trực tiếp golf cũng còn rất nhiều khó khăn bởi chúng ta cũng không thể có được một nguồn lực đủ mạnh giống như những gì mà các hệ thống giải chuyên nghiệp trên thế giới đã triển khai được. Họ đã đi trước chúng ta hàng chục năm rồi. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu con đường để làm sao mà gì để truyền tải được tốt nhất những hình ảnh của các giải đấu đến với người hâm mộ. Vậy PCS Media đã chuẩn bị như thế nào về mặt nhân lực cũng như là các thiết bị để ghi hình? Thực ra đối với chúng tôi thì việc chuẩn bị này nó cũng hoàn toàn bình thường giống như tất cả những cái giải đấu mà chúng tôi đã thực hiện vừa rồi, những giải đấu lớn mà chúng tôi đã làm đó là các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống VJ Tour hệ thống ngôn nghiệp dư quốc gia thì đấy là những cái giải đấu rất lớn mà chúng tôi đã làm rồi và cái việc set up máy móc thiết bị nhân sự thì chúng tôi đều đã có phương án và kế hoạch rồi VZ đã làm truyền hình trực tiếp được 4 năm nay và hiện tại cho đến thời điểm này thì VZ Media cũng đang đã có những bước cải thiện đáng kể về mặt hình ảnh cũng như là về mặt kết cấu của các buổi truyền hình trực tiếp cũng như là giao diện đồ họa cũng đã tốt hơn rất nhiều và ở SEA Games 31 lần này ấy, thì chúng tôi cũng sẽ tăng tăng số lượng máy từ 12 máy lên thành 16 máy và rồi chúng tôi cũng hy vọng rằng là về sau này thì định hướng của chúng tôi trong vòng vài năm tới cũng số lượng máy để làm truyền hình trực tiếp golf cũng sẽ tăng lên từ 20 cho đến 24 máy và điều này nó nó đã nằm trong kế hoạch rồi và chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị về mặt nhân sự cũng như là máy móc thiết bị rồi và với VZ Media thì sea game nó cũng sẽ giống như một giải đấu bình thường nhưng chỉ có điều nó là danh dự của VZ nói riêng và cũng như là cái hình ảnh mà chúng ta đem đến cho bạn bè quốc tế để họ nhìn vào đấy à, thì đó là cái trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi cũng cần phải làm sao mà hoàn thiện tốt nhất tất cả những cái công tác uh, chuẩn bị setup up để uh, có thể đưa được những hình ảnh tốt nhất đến với bạn bè quốc tế và uh, khán giả trong nước vậy việc kết nối với truyền hình quốc tế có những thách thức gì ạ Thực sự là việc kết nối với truyền hình quốc tế thì chúng tôi không lo lắng bởi vì việc kết nối đó thì ban tổ chức sẽ kết nối với các đài truyền hình của các quốc gia. Còn việc của chúng tôi đó là làm sao phải sản xuất thật tốt những cái hình ảnh của bộ môn gôn tại sân gôn đầm vạc để đẩy tín hiệu được về trung tâm truyền hình quốc tế và từ đó sẽ được mở rộng ra đến các nước khác cũng như các đài truyền hình địa phương khác. Và trong giải đấu lần này thì sân gôn đầm vạc cũng như là đài truyền hình Việt Nam có hỗ trợ gì đối với VGS Media? Uh, thực sự là khi mà chúng tôi đã bắt tay vào triển khai hệ thống thiết bị ấy, thì uh, trước tiên chúng ta sẽ, uh, phải nói đến uh, cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía sân gôn Đầm vạc uh, họ đã uh, có những cái buổi họp với cả vz từ trước đó khá lâu uh, vz đã khảo sát rất kỹ và bên sân Đồng Vạc cũng đã hỗ trợ để set up được các cái phòng chức năng dành cho cái việc truyền hình trực tiếp cũng như là các uh, ekip các bộ phận từ biên tập cho đến phòng quay phim cho đến phòng tổng công chế để đặt tại sân Gôn Đồng Vạc làm sao cho thuận lợi nhất cho ekip để thực hiện được công việc của mình. Uh, ngoài ra thì sân Gôn Đồng Vạc cũng uh, luôn luôn kết nối thông tin với cả VZ trong việc triển khai từ nhân sự để làm live score cho đến nhân sự phục vụ đội ngũ truyền hình trực tiếp ở trên sân cũng như là hệ thống xe cộ rất là bên sân Đồng bạc đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Còn về, về phía đài truyền hình Việt Nam VTV thì cũng vậy. kể từ khi mà VTV đã chính thức tin tưởng và giao nhiệm vụ cho VZ Media thì hai bên cũng đã liên tục có sự liên lạc thông suốt để trao đổi về công việc, để trao đổi về về tất cả những phần việc để chuẩn bị thì tốt nhất cho cái giải đấu lần này. Đã từng tham dự tác nghiệp tại rất nhiều kỳ SEA Games, việc môn golf lần đầu được truyền hình trực tiếp theo ông có ý nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng đối với bộ môn golf và đặc biệt là ở Việt Nam. Bởi vì ở 30 kỳ SEA Games trước thì chưa một lần nào môn golf được sản xuất tín hiệu trực tiếp giống như các bộ môn khác Và chính vì vậy sự quan tâm của của khán giả, của những người yêu gôn đến với bộ môn gôn tại SEA Games Nó cũng không được thông suốt Ở kỳ SEA Games thứ 31 này, việc môn gôn được truyền hình trực tiếp Thì nó đã đánh dấu một bước tiến rất lớn không chỉ của gôn Việt Nam Mà cũng là đánh dấu một bước phát triển hơn nữa Đấy là môn gôn đã được coi trọng hơn uh, trong hệ thống thi đấu của SEA Games và tôi nghĩ rằng là cái việc mà uh, truyền hình trực tiếp được gôn lần này cũng sẽ kéo theo việc là gì là các um, kỳ sea si games sắp tới thì họ ở uh, các nước khác đăng cai họ cũng sẽ coi trọng hơn ở môn gôn này và cũng sẽ phải về tổ chức ekip để uh, sản xuất tín hiệu trực tiếp của môn gôn ông có thể chia sẻ cho khán giả có thể theo dõi môn gôn trên các kênh sóng nào cũng như là thời gian cụ thể phát sóng cùng từng ngày hiện tại thì chúng tôi cũng đang phối hợp với cả ban trọng tài để lên được một cái kế hoạch về về giờ thi đấu của các vận động viên và tính toán thời gian lên sóng truyền hình trực tiếp sao cho nó phù hợp nhất với Gốc New thì tất cả các hạ tầng của Gốc như kênh Gốc TV.com hay là page Gốc là petgobuild vn ở trên Facebook cũng như là kênh YouTube uh, gombuild vn thì tất cả các hạ tầng đấy chúng tôi cũng sẽ đều truyền hình trực tiếp bộ uh, môn gôn uh, tất cả các ngày thi đấu và thời gian dự kiến thì chúng tôi cũng sẽ có những cái thông báo cụ thể đến với khán giả trong một hai ngày tới. Cảm ơn ông đã có những chia sẻ rất đầy đủ về việc truyền hình trực tiếp môn golf tại SEA Games 31 và chắc chắn rồi, đây sẽ là kỳ SEA Games có nhiều dấu ấn khi mà người hâm mộ golf Việt Nam có thể theo dõi các tuyển thủ của chúng ta thi đấu từ những ngày đầu tiên một cách trọn vẹn nhất đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn nhãn hàng Ping, Lufthansa Sportif đã tài trợ trang phục cho MC của chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 20h30 phút tối ngày mai trong chương trình nhật ký Sea Games 31. Hãy ấn nút theo dõi kênh YouTube và fanpage của Golf News để cập nhật những thông tin mới nhất của làng golf trong nước và quốc tế.